Dạ vâng ạ, Popcorn Việt Nam kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì chúng tôi lại có một chuyến đi nữa, một chuyến đi dài. Dạ vâng, đúng là cuộc đời là những chuyến đi và tuổi trẻ thì chúng ta nên cố gắng đi càng nhiều càng tốt ạ. Vâng, hôm nay thì chúng tôi có một chuyến đi để làm được hai việc. Đó là việc thứ nhất đó là giao hàng, bởi vì có một vị khách này mua của chúng tôi cả một xe gốm. Dạ vâng. Việc thứ hai là chúng tôi xin phép được đến nhà anh Tuấn để quay vườn cây của anh Tuấn, cũng là một vị khách rất là quen của chúng tôi. Dạ vâng, như quý vị có thể nhìn thấy rằng trên đường thì đang rất là đông xe và nhiệt độ ngoài trời hiện nay là 27 độ C. Dự là hôm nay sẽ là một ngày rất là mát mẻ đấy ạ. Dạ vâng, chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc suôn sẻ và hôm nay là một ngày rất là mát, vì thế chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc vừa suôn sẻ này vừa mát mẻ và hôm nay sẽ không bị nóng trong người. Dạ vâng ạ, hãy cùng đi đến nhà anh Tuấn hôm nay của chúng tôi nhé. Khu vườn của anh ấy, nhưng trước khi đi tham quan khu vườn của anh ấy thì ngay cổng vào chúng ta sẽ nhìn thấy một cung ngọc nữ rất là đẹp và dài như thế này. Dạ vâng đây ạ, rất là đẹp và dài, chúng ta hãy cùng đến gần cung ngọc nữ hơn để nhìn rõ vẻ đẹp của nó nhé. Dạ vâng, một cây ngọc nữ được đặt trên một chiếc chậu cực kỳ đẹp. Dạ vâng ạ, chiếc chậu gốm rất là đẹp, có kích thước thì tôi nghĩ chắc phải chắc là phải 70 đúng không? 70-80, chiếc chậu cực kỳ đẹp luôn. Cây ngọc bút, không biết là ngọc bút thì có thơm không nhỉ? Ngọc bút này hình như là nó không thơm phải không ạ? Nó có, nhưng là bình già, cây này già. Gọi là thơm, nhưng mà được cái là cây này rất là già. Thân này, thân cây ngọc bút sợ không? Cây này có rất nhiều u này, u cục sần sùi. Vỏ cây thì già mốc trắng hết cả rồi. Dạ vâng ạ, đúng là một cây rất là già. Hai thân liền, không phải đấy. Thân liền. Cái đây Tuấn của Thương Linh sao? Cái đây Lâu Linh á? Ừ. Tuấn ơi, Tuấn, cây này bao nhiêu tiền, có giao lưu không em? Cây này anh có giao lưu không? Giao lưu, ở đây thì cái gì cũng giao lưu cả bằng. Quý vị và các bạn thấy cái cây nào hợp mắt, cái đôn cái chậu nào hợp nhãn thì chỉ biết họ 10 triệu chậu này đấy, trắng thì lấy 1 triệu tiền lọc thôi, vận chuyển về thôi, bộ luôn cả chậu đấy. Nghe nào mà thì em mà mang cái chậu này về em bán hàng thì một bút, thì một bút thì to lắm, để một bút là cực to luôn. Cái này bệ cũng bệ đấy. Đúng rồi, cây ngọc bút già. Đây là cao chắc là tầm 1m7. Tầm 1m7. 1m7, 1m8. Thế này thì không ổn rồi. Sang giao chậu cho anh Tuấn, cứ tưởng được mang tiền về, nhìn cái gì cũng đẹp, nhìn cái gì cũng hay, kéo lại mất tiền với anh Tuấn. Mất cả chậu cả tiền với anh Tuấn không? Cây ngọc bút già. Đây cũng là cây ngọc bút già nữa. Những cây này thân nó không trắng như cây kia. Ừ. Thế sao thế hả? Những cây này thân nó lại màu đen thế này. Em có nhiều cây gốm đây này. Đây cũng là cây rất là già rồi. Em có nhiều cây gốm này không? Cây gốm già cổ mà. Chính xác, gốm già cổ. Gốm già cổ, men sư. Gốm này gốm già cổ mình biết là. Mình vào công ty một lần rồi phát hiện cây gốm. Đây là giấy rất là chi tiết. 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 Đây là giấ
tim mình không còn. Đập nó dập. Chúng ta cùng đến cái xanh. Cái xanh để bỏ ra xong rồi. Đây là từ miệng chậu này, từ mắt chậu này trở lên này. Quế ơi, Quế ơi, Quế, ra đứng trên cây này xem nào, cây này đẹp quá, này. Có cây xanh là đẹp quá. Này. Em có cây xanh là đẹp quá. Em đứng xem nó có dưới cao cao được mấy mét đằng trực, đằng trực quân tử nhỉ? Trực quân tử chắc không phải cụ tử rõ ràng đây cũng được tùy, nhưng mà cây này đẹp, một cái bị cháy này. Chúng ta cùng đi chi tiết cây này, một cái trực năm điền thẳng đứng luôn, đẹp nhỉ, cây to thế, già nhiều u cu to lắm, thân này phải bằng cái thùng sơn nữa rồi, thân bằng thùng sơn, bệ chiều dài chắc chiều ngang này chắc phải tầm 1m3. Hai người đứng riêng mà bé xíu à. Hoàn thiện hết rồi. Anh Tuấn ơi, cây này có dâu lưu không anh? Anh cứ đọc biết đâu ai có hợp nhãn lại lại mua cây này của anh. Anh nếu ở vườn thì anh cây nào cũng dâu lưu đấy còn. Cây này khả năng có thể dâu lưu. Cây nào cũng ai, dâu lưu. Mà muốn ai dâu lưu thì đến đây gặp anh Tuấn. Phải gọi điện cho anh ấy rồi. Tôi xin chi tiết cây này sau đó tôi xin kết thúc video nhé. Chật quá, chỗ này chật quá. Ui, mặt bên này nó còn đẹp hơn đấy. À đây, đây là phiên đá. Cây này khả năng ấn tượng nhất nguồn của anh. Từ cái tử tử đẹp người dạ vâng ạ, quả là một buổi đi mãn nhãn dạ vâng, và cũng mong là quý vị và các bạn sẽ chiêm ngưỡng và chọn được một cây ưng ý, sau đó thì sẽ liên hệ với anh Tuấn giúp chúng tôi. Bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn, xin chào.